Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Chủ đề hôm nay là lời khuyên quan trọng dành cho chủ quán cà phê nhỏ, giải pháp để tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng. Giới thiệu về sự quan trọng của khách hàng trong ngành công nghiệp cà phê. Nêu rõ mục đích của bài này, đó là cung cấp lời khuyên và giải pháp cho chủ quán cà phê nhỏ nhằm tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng. Vấn đề khách hàng thường gặp: đợi quá lâu để được phục vụ, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc thời gian chờ đợi dài, đề xuất giải pháp để giảm thiểu thời gian chờ đợi, ví dụ như tăng nhân sự, tối ưu hóa quy trình phục vụ, chất lượng sản phẩm không đáp ứng, phân tích nguyên nhân chất lượng sản phẩm kém, gợi ý cách nâng cao chất lượng bao gồm chọn lựa nguyên liệu tốt, đảm bảo quy trình chế biến chất lượng và đào tạo nhân viên về kỹ năng pha chế, môi trường không thoải mái, đánh giá một số yếu tố tạo môi trường không thoải mái chẳng hạn như không gian, âm nhạc và ánh sáng, gợi ý cách cải thiện môi trường để khách hàng cảm thấy thoải mái như và thư giãn hơn. Giao tiếp không tốt, đề cập đến tầm quan trọng của việc giao tiếp kém hiệu quả trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đưa ra lời khuyên để cải thiện kỹ năng giao tiếp của nhân viên bao gồm lắng nghe tốt, nhanh đáp ứng chóng các yêu cầu của khách hàng. Giải pháp, lời khuyên quan trọng dành cho chủ quán nhỏ. Thứ nhất, đó là tạo ra một đội ngũ nhân viên tận tụy, chú trọng vào quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên, khuyến khích thưởng cho nhân viên có tinh thần phục vụ tốt. Thứ hai, đẩy mạnh quy trình phục vụ hiệu quả, xem xét và cải thiện quy trình phục vụ để tăng tốc độ phục vụ, đảm bảo các nhân viên hiểu rõ và tuân thủ quy trình một cách đồng nhất. Thứ ba, chất lượng sản phẩm ưu việt, lựa chọn nguyên liệu chất lượng cao và đáng tin cậy, đảm bảo quy trình chế biến được thực hiện thời hạn và chuẩn mực, đào tạo nhân viên về kỹ năng pha chế và làm việc với các loại máy móc cà phê. Thứ tư, tạo một môi trường thoải mái và hấp dẫn, đầu tư vào không gian nội thất hấp dẫn và tạo thoải mái cho khách hàng, sử dụng âm nhạc và ánh sáng phù hợp để tạo ra một không gian thư giãn và thoải mái. Thứ năm, giao tiếp hiệu quả, đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tiếp bao gồm cách lắng nghe tốt và trả lời nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng, khuyến khích nhân viên tạo ra một môi trường giao tiếp thân thiện và chuyên nghiệp. Tóm lại, giải pháp đã đề xuất để tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng trong quán cà phê nhỏ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng để duy trì và phát triển doanh nghiệp. Khích lệ chủ quán cà phê nhỏ áp dụng lời khuyên và giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ và hài lòng khách hàng. Với bài này, hy vọng rằng chủ quán cà phê nhỏ sẽ có thể áp dụng những lời khuyên và giải pháp để tạo ra niềm sung sướng cho khách hàng của mình bằng cách chú trọng đến chất lượng sản phẩm, thời gian phục vụ môi trường và giao tiếp. Chủ quán có thể xây dựng một doanh nghiệp cà phê nhỏ thành công và thu hút khách hàng trung thành.